Chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một map 1B ở trong Mini World nha các bạn. Và để xem cho coi chúng ta sẽ có cái gì hay ho và thú vị. Còn bây giờ thì let's go thôi, đừng quên like, share, follow hộ trên channel của mình nha. Rồi, để xem thử coi nào. Đầu tiên là chúng ta có cái gì đây? Bạn không xem quảng cáo không mở được hả? Chọn tộc của... Ồ, được mà. Ừ, ok, như vậy là mình... Ui dồi ơi, mình là tộc người à. Ok, bây, chúng ta mở cái này ra là gì? Cái này là gì? Lục thức à. Ồ, được, để coi có chiêu gì. Chiêu này là cái chiêu gì vậy? Gì? Kamiya. Né đòn hả? Đâu? Né đòn như thế nào? À, mình hiểu né đòn là cái gì rồi. Né đòn có nghĩa là mình di chuyển nó sẽ nhanh hơn các bạn. Đâu? Còn cái này là cái gì? Lucky Block hả? Ồ, quảng cáo nhận rương. Ảo ma, ảo quỷ rồi nè. Ảo rồi nè. Cái này là cái gì? Hòm ác quỷ. À, để xem tôi coi. Wow. Mình sở hữu gì đây? Trái Niku Niku. Ủa, trái này là có kỹ năng gì ta? Trái này là của ai ta? Gì đây? Siêu chứa pháo khí ép. À, cái trái này là của Kuma các bạn ơi. Đúng chính xác luôn. Trái này là của Kuma nè. Nhưng mà làm sao để... Ôi trời, cái gì vậy? Ủa, sao nó lại là khẩu súng? Ôi trời ơi, sao nó lại là khẩu súng nha? Từ từ để mình mặc đồ vô một cái. Ui, anh ơi, là sao? Là sao bán được? Ôi trời ơi, phải đợi đó. À, chính xác. Ui, bắn mấy này phải dịch chuyển đi luôn á chứ. Ok. Ui, ui dồi. Vậy là mình có 4 chiêu luôn hả? Như nhau hả? 4 chiêu. À, 4 chiêu khác nhau các bạn. Cùng một hình thôi. À, chiêu này là chiêu tác nè, chiêu tác dịch chuyển nè. Còn chiêu này là cái gì? Chiêu này vẫn là súng mà. Chiêu này vẫn là súng mà ta. Đây, để mình tác thôi coi. Dịch chuyển đi đi. Ok. Dịch chuyển. Ok. Dịch chuyển. Hơi lõa các bạn ơi. Không chịu dịch chuyển thôi, mà lấy cái này mình bán cho lẻ các bạn. Ui, tính ra là trâu lắm các bạn. Cái gì hoa hướng dương này để làm gì? Bạn có thể sử dụng búa sáng tạo để làm hạt hướng dương. Cái gì trời? Cái gì vậy? Ảo ma, ảo quỷ vậy? Trời ơi. Đây là mấy anh hải quân nè. Hải quân với chúng tôi. Hải quân. Ok. Không có à. Không quýnh được ở đây ơi. Xa quá hay sao á. Đây. Hay là cái con đó là NPC hay sao các bạn ơi? Mình không đánh được con ở xa đó. Mình đánh mấy con gần gần thôi. Uầy, tính ra chiêu à của Kuma à, toàn lấy súng bắn không. Bắn quá trời bắn. À, giống. Ôi. Ôi. Ôi mày chuối. Cái gì vậy? Ôi ôi. Ôi, cái con à, mình biết rồi, cái con cua nó làm chắc chắn luôn. Trứng sinh vật shop gì đây? Trời ơi, bó tay luôn á. Rồi mình coi trong shop có gì. Trái gomu. Wow, chọn tộc và lục thức hả? Wow, bán nhiều trái nhờ, hầu ác quỷ. Suru. Wow, quang phổ. Uầy, quá ghê gớm. Thiên lộ, đi bộ trên không. Uầy, quá được luôn các bạn ơi. Nhưng mà từ từ đi, mình nghĩ là mình chưa cần phải gì sử dụng quá nhiều thứ ở trong shop đâu các bạn ơi. Mình, ui con này có súng à. Ê, ghê đấy. Ê, bậy rồi đó. Bậy rồi đó, chiêu này là nãy hồi nãy rõ ràng nó lướt được mà. Đâu, để mình thử coi. Đó, hay chưa. Mà phải gồng lâu lắm các bạn ơi. Chiêu của Kuma nè, hơi bình thường ở trong game gồng nhanh vãi chưởng. Quên, ở trong chuyện gồng nhanh vãi chưởng phim rồi đó. Trời ơi, ở đây gồng gì mà gồng muốn ải chĩa luôn các bạn. Đây, nhưng mà đẹp to nha. Nhưng mà sao không đánh được người ta. Mấy này không đánh được, mấy này không dùng súng bắn được các bạn. Chắc là phải dùng chiêu này rồi. Đây, né đòn ấy rồi, giờ phải dùng chiêu này các bạn. Dùng chiêu mày, nhưng mà nó có tên chiêu không? Đánh bay. Ờ, đúng rồi, không bắn được các bạn. Nè, bắn không được chứ, bắn được mình bắn rồi. Thấy không? Nó không cho mình đánh mà nó cũng không có đánh được mình luôn. Ảo ma. Đánh bay chết ngay. Một lần 65 đam, hai phát là đi liền. Ủa, mấy này làm gì ta? Mấy này làm gì vậy? Ủa, cái gì vậy? Mấy này làm gì ta? Từ từ coi. Mấy này làm gì vậy? Bỏ tay chấm com luôn, không hiểu mấy này làm gì luôn. Đứng đây làm gì đây? Đứng đây làm gì vậy? Hay là đứng đây để xem quảng cáo nhận xu nha. Chắc dị quá, nghi quá. Wow, trên có gì nữa kìa. Uầy, trong này có gấu rồi luôn các bạn ơi. Đấy, thì hôm nay là chúng ta sử dụng thử cái sức mạnh của Kuma các bạn. Ở trong này có nhiều trái lắm. Từ từ mình cứ từ từ mình sẽ test cho các bạn xem từng trái một nha. Đấy, còn cái gì nữa ta? Wow, đây, mày. Ôi trời ơi, chưa được. Đây, con này là lắc thì mình cho nó lướt, lắc thì cho lướt. Thấy không, bắn không trúng các bạn à. Chắc lâu lâu nó bị làm sao ấy. Ngoài ra thì có cách nào để mình chế tạo đồ đạc, đồ các kiểu không?
Trời ơi, à các bạn coi skin này là skin hơi bị VIP ấy nha các bạn. Đấy, gao bạc, sao bạc chiếu sáng. Đấy các bạn thấy skin hơi bị VIP luôn á. Sao tự nhiên ở trên bờ không ở mà đi xuống dưới nước gì vậy? Bó tay thật sự luôn, ở trên bờ không chịu ở, đi xuống dưới nước làm gì không biết nữa. Wow, gấu trâu lắm nha. Con gấu khá là trâu vậy. Ơi, ui, đây là cắt lúng các bạn ơi. Ui, Luffy mũ rơm. Ây da, đây rồi, mình nè. Ui, Luffy mũ rơm. Ui, boss à, hình như là boss các bạn. Ơi, ơ, sao mình bị biến nhỏ vậy? À, Luffy mũ rơm rồi quýnh mình biến nhỏ à. Rồi đây, ơi giời, Luffy mũ rơm bị rớt xuống nước rồi bạn. Là, ây da, rớt xuống nước, ơ. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, để mình thử rồi. Thử dùng hết tất cả các loại súng rồi, bắn rồi. Luffy mũ rơm. Ui rồi, ui, hình như là cái loại này nó làm nổ bạn, đúng rồi. Cái súng này làm nổ bạn ơi. Luffy mũ rơm với tôi, chúng tôi à. Luffy mũ rơm, đây, gà đen. Luffy mũ rơm, Luffy mũ rơm. Từ từ. Đây, ơi 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 ơi, từ từ. Từ từ các bạn ơi. Không ổn. Cái này, ui, cái súng này là nó khá là ít đạn nha. Đấy, cho nên là phải bắn từ từ thôi. Đây, đây, đây. Không biết bắn tới bao giờ mới chết được chứ. Đây, bắn khó trúng dữ hả. Đây, mày. Ôi ôi, anh em coi đạn à. Đạn bay tứ lung tung à. Khó ghê, Luffy mũ rơm hơi trâu các bạn. Đây, cho Luffy mũ rơm trái bom. Cho Luffy, Luffy mũ rơm với chúng tôi. Luffy, ây giời, không chết được các bạn ơi. Kì à, không biết sao không chết nữa. Để mình thử chiêu đánh bay rồi. Đánh bay cũng vậy các bạn ơi. Đánh bay cũng không có mất nhiều máu à. Hay là do mình bị biến nhỏ ta. Mình nghĩ là do mình bị biến nhỏ ấy. Cho nên là cái tầm đánh của mình nó cũng bị thay đổi đó bạn. Đấy, quấn nó ngoài không trúng luôn. Ui, Luffy trầu ghê. Luffy chắc hơn 10.000 máu quá. Bắn nãy giờ phải cỡ 300-400 máu rồi mà không chết đó bạn à. Luffy chắc là cỡ 10.000 máu quá đi. Luffy mũi sơm chết rồi. Ủa, nhưng mà không có đồ gì hết ta. Trời ơi, tưởng đâu có đồ gì chứ. Mình đang tính là hả, mình có thể test cho các bạn xem thử coi là có cách nào không. Ê, sở hữu trái hát quỷ thứ hai rồi. Wow, quá ghê gớm. Đấy, thì các bạn nào mà thích á, mình sở hữu thêm trái hát quỷ nào nữa và test thêm trái hát quỷ nào nữa thì các bạn comment ở bên dưới nha. Tập sau mình sẽ test cho các bạn thêm, cho các bạn biết thử coi là có những trái hát quỷ nào và chiêu thức nó như thế nào nha các bạn. Ok, đừng quên like, share, follow ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip kế tiếp nha. Bye bye.